Tập 35. Bọn súc sinh ngay cả heo chó cũng không bằng này. Ngay cả người chết cũng không buông tha. Còn biết sĩ diện hay không? Chưa chết sao? Chưa chết hả? Chưa chết không phải còn tốt hơn hay sao? Vừa rồi còn kiên dè ả là người chết, bây giờ thì không còn kiên dè gì nữa. Các huynh đệ lên. Bốn cô nương còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không có thời gian ở lại giằng co với bọn súc sinh các ngươi. Sau này có thời gian mới cho các ngươi một bài học. Tại sao chỉ có các người? Đám hòa thượng đó đâu? Ngươi giao bản đồ ra đi, chúng ta sẽ giao bọn hòa thượng cho ngươi. Vậy tức là các ngươi không tin ta rồi. Tại sao bọn ta phải tin ngươi? Bọn ta không biết ngươi là ai. Cho đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy gương mặt thật của ngươi. Ngươi mời bọn ta từ Tây Vực đến đây, lẽ ra phải biết quy định của bọn ta chứ. Bất cứ ai giao nhiệm vụ cho bọn ta đều không thất bại. Nếu như có ai đó dám tùy tiện ứng phó bọn ta thì chỉ có con đường chết. Đừng quên rằng chính ta đã giúp các ngươi tìm được Dương Tử. Ngươi cho bộ câu đưa thư thông báo bọn ta đến bộ lạc du mục, nói Dương Tử ở đó. Bọn ta lập tức phái người phi mã đến đó, nhưng không có tung tích của Dương Tử. Sau đó trong lúc đại pháp sư Bắc Hòa Thượng gặp được Dương Tử và nhận ra ngày ấy, điều này cho thấy ngươi chẳng giúp gì được cho bọn ta hết. Sau khi ta báo cho các ngươi biết liền theo sát hắn, vì các ngươi đến quá trễ nên không gặp được hắn. Đây không phải trách nhiệm của ta. Bọn ta gặp đám hòa thượng bên bờ hồ, đã triển khai trận ác chiến sinh tử với họ. Theo như lời ngươi nói, còn là lỗi của bọn ta sao? Bất luận thế nào, tin tức Dương Tử xuất hiện ở biển Mãn Đồ là ta cung cấp cho các ngươi, và cuối cùng các ngươi cũng đã tìm được. Nhưng võ sĩ của các ngươi thật là quá hung tàn, không tìm được Dương Tử thì đại khai sát giới, giết sạch tất cả dũng sĩ của bộ lạc Thiên Lang. Trên đời này không có bức tường nào mà không có gió lùa. Hiện giờ người duy nhất vẫn chưa biết gì chỉ có Dương Tử của các ngươi. Hắn đã coi bộ lạc Thiên Lang như thần dân của mình. Nếu để hắn biết các ngươi đã giết sạch thần dân của hắn, ngươi nhận thấy hắn chịu theo các ngươi trở về sao? Ngươi đang uy hiếp bọn ta đó sao? Ngươi tình ta giết ngươi không? Như vậy mãi mãi không ai biết được bí mật này. Ngươi có định cho Dương Tử biết bí mật này hay không? Tất nhiên là không, vì ta còn muốn hợp tác với các ngươi. Ngươi là người cao tướng quân ở Tây Lỗ Thiên Hội đề cử đến đây hỗ trợ ta bắt giữ Dạng Thọ Sơn và tiêu diệt đám hòa thượng. Vậy chuyện hợp tác của chúng ta còn có thể tiếp tục. Ta sẽ giao đám hòa thượng cho ngươi. Ngươi giao bản đồ kho báo cho ta. Ta phải mang bản đồ trở về. Các ngươi chưa đi được đâu. Tại sao vậy? Vì chưa tìm được Dạng Thọ Sơn. Nhưng mà chúng ta đã tìm được Dương Tử. Ta phải đưa ngài ấy trở về Dương quốc của chúng ta, tiện việc giao phó. Các ngươi lặn lội ngàn dặm tới đây, không nên trở về mà không có người. Còn nữa, tình hữu nghị giữa chúng ta không phải mới một sớm một chiều, chẳng lẽ kết thúc tại đây hay sao? Ta hy vọng các ngươi sẽ giúp ta nhanh chóng tìm Dạng Thọ Sơn, như vậy các ngươi có thể sớm trở về hơn. Nhưng mà vậy ta có thể nhìn bộ mặt thật của ngươi hay không? Là ngươi? Ta biết ngươi là ai. Cổ Lệ, chuyện này là sao? Hắn là cha ruột của tên hòa thượng cánh tay sắt. Cô vừa nói gì? Chính mắt ta nhìn thấy. Vả lại hắn đã thừa nhận. Thì ra hắn là đồng bọn của đám hòa thượng. Đồng thời hắn còn cứu tên hòa thượng cánh tay sắt. Mau cho bọn ta biết rốt cuộc ngươi là ai. Hắn thật sự là con trai ta, nhưng ta chưa đi đến mức vì quan hệ máu mủ này mà đầu óc bị lú lẫn, nối giao cho đám hòa thượng kia. Ta cứu hắn vì hắn là con trai của ta. Bao nhiêu năm qua ta vì Tây Lỗ Thiên Hội bỏ bê vợ con, vì phản thanh phục minh, giàu sinh ra tử, đã từ bỏ tình thân, đánh mất chính mình. Còn bây giờ ai cản trở đại nghiệp phản thanh phục minh của ta sẽ là kẻ đối đầu với ta. Ta quyết không buông tha người đó. Thầy tưởng thầy trốn ở đây ta sẽ tha cho thầy sao? Cô còn quay về làm gì nữa? Để giết thầy, sau đó sẽ giết lão. Vậy thì cô ra tay đi. Thầy thật sự muốn ta ra tay giết thầy sao? Thầy không cử động sao? Cô muốn giết ta, nếu ta cử động cô sẽ thất vọng. Thầy đang vì ta sao? Ta chỉ làm theo ý của Phật thôi. Không lẽ mình thật sự không thể ra tay? Cô là một cô gái hiền lành, cô sẽ không giết ta đâu. Nhưng ta nhất định phải giết thầy. Trái tim của cô không cho phép cô làm như vậy. Khốn kiếp, thầy ở đâu? Thầy đã nói thầy không cử động mà. Thầy đúng là đồ lừa gạt. Rốt cuộc thầy đang ở đâu? Hòa thượng, thầy mau ra đây cho ta. Ra đây đi.
Hòa thượng à, ra đây đi. Hòa thượng, thầy dám giả thần giả ma với ta hả? Lúc nào ta cũng đang ở đây. Sự manh động đã mê hoặc đôi mắt của cô. Phụ thân thầy ở đâu? Ông ấy ở thế giới của ông ấy. Thế giới của lão không phải thế giới của thầy sao? Thế giới của ông ấy mây đen bao phủ, quan hồn gào thét. Thế giới của ta gió sương tuyết mưa, vắng lạnh hoành hiu. Hòa thượng, thầy khiến ta hồ đồ rồi. Hồ phong thôi sốc tuyết, thiên lý độ long sơn. Tập quân giao đài thượng, phi vũ lưỡng doanh tiền. Tư thần tự di mỹ, đương tị diễm dương thiên. Diễm dương đạo lý tiết, giảo khiết bất thành nghiêng. Ta biết người sáng tác bài thơ này là Bào Chiếu của Nam Bắc Triều sáng tác đó. Ông ấy viết những gì? Tái ngoại giao đài, tuyết qua phi vũ, mạn thiên qua đóa, bất cầu diễm lệ, chỉ di giảo khiết. Ngũ Độc huynh đệ, hả? Người hãy mau đưa ra quyết định đi, nhanh lên. Muốn chờ cho họ ra tay giết hết chúng tôi hay sao? Không thì bây giờ hãy thả chúng tôi ra đi. Trời ơi, nếu chúng ta chết hết là nhờ vào phúc của huynh đó. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, không thể trách ta được. Ta không biết phải làm sao mà. Ngươi thật sự không có cách, hay là đang diễn kịch vậy? Ta nói hòa thượng à, sao thầy không phân biệt tốt xấu vậy? Ta cho các vị biết, ta cứu các vị là lòng trượng nghĩa của ta. Ta không cứu các vị cũng không có lỗi gì hết. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Ta tin Ngũ Độc huynh đệ. Tin hay không thì tùy. Ta cho các vị biết, những người trong đó ta không quen biết, nhưng pháp sư đang tiến hành giao dịch với họ. Ta nghĩ lát nữa họ sẽ ra lấy mạng các vị. Họ đem chúng tôi ra làm giao dịch gì? Bán các vị để lấy tiền xài. Nhưng ở vương quốc của ta không đáng giá một chút nào. Lát nữa ta sẽ cố năn nỉ cho các vị, không chừng họ sẽ thả các vị đi. Có đúng là sẽ thả chúng tôi không? Nhưng huynh phải thuyết phục thuộc hạ của huynh đừng truy sát chúng tôi nữa. Chuyện đó có khó gì đâu, ta là dân tử, họ phải nghe lời ta chứ. Vậy huynh mà nó mất thời gian thả chúng ta đi. Ta thả ngay. Nhanh lên, ta biết rồi. Tránh ra đi. Nè, dám cản ta hả? Ta là dân tử của mấy người, mấy người dám cản ta sao? Sau khi trở về ta sẽ thiến hết mấy người làm thái giám, hiểu chưa vậy? Hiểu chưa? Không hiểu hả? Có bộ sau khi ta khôi phục thân phận dương tử, chuyện quan trọng đầu tiên là phải bắt các người học ngôn ngữ của ta. Nếu không, không có cách nào dạy dỗ được mấy người hết. Ta đi nhà sĩ đó. Ông ấy còn nói gì nữa không? Tuyết qua mạn thiên vũ, một mình ông đứng trên thành lầu trong lúc tuyết đang rơi như mưa. Trời đất bao la, tầm nhìn mênh mông. Ông cảm thấy mình rất nhỏ bé, nhưng ông vẫn tràn đầy hy vọng nhìn lên bầu trời, tận hưởng sự yên bình và cô độc. Cảm nhận của cô vô cùng đặc biệt. Ta rời khỏi miền Nam, ta lên đường một mình vì muốn tìm được các vị. Ta đã trôi dạt trên biển suốt 7 ngày 7 đêm, bị lạc đường trong sa mạc Quang Du không bóng người. Đường đi đầy gian nan, trải qua nhiều thử thách, đã mấy lần thập tử nhất sinh, chịu đựng sự cô độc và tuyệt vọng. Không ai để ta thổ lộ, không ai có thể san sẻ cùng ta, nhưng ta vẫn kiên trì đi đến nơi này. Thầy có biết điều gì đã động viên ta hay không? Cô là một cô gái mềm yếu mà lại trải qua những thử thách như vậy. Bất kể cô đến đây là vì điều gì, ý chí của cô đều khiến ta cảm thấy nể phục. Không phải ý chí của ta mạnh mẽ, mà là thù hận khiến ta trở nên lớn mạnh hơn. Lúc ta gần như không thể chịu đựng được nữa, ta nhìn thấy phụ thân của ta nắm tay ta dẫn đi. Ta theo sát phía sau ông ấy, ta cười rất vui vẻ. Đột nhiên, ông ấy đã biến mất. Đó là chuyện trong chớp mắt. Nhưng dường như một vạn năm sau ta mới tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng ta mới hiểu ra, bất luận ta chịu đựng bao nhiêu đau xót, ta cũng chỉ có thể chiến đấu một mình. Thù hận là động lực duy nhất cổ vũ ta. Trong lúc các cô gái khác học thêu thùa, may vá hoặc là nấu nướng, ta không phân biệt ngày hay đêm để múa đao, luyện quyền, luyện kiếm, chính là vì một ngày nào đó có thể giết kẻ thù của ta. Ta đã thề, vào mùa đông năm nay, trong thời khắc mưa tuyết phủ đầy bầu trời, ta phải lấy máu của các vị nhuộm đỏ vùng đất trắng xóa mênh mông này. Nếu người muốn bọn ta tin rằng ngươi và đám hòa thượng không phải một bọn, thì hãy giao bản đồ kho báu ra. Ta nói thật cho ngươi biết, trên người ta không có bản đồ gì. Ngươi dám gạt bọn ta sao? Ta không có gạt ngươi. Bản đồ kho báu đang ở chỗ Vạn Thọ Sơn, nhưng các ngươi không làm theo lời hứa giúp ta tìm được Vạn Thọ Sơn. Nếu ngươi không có bản đồ kho báu, tại sao bọn ta còn phải bán mạng cho ngươi? Chỉ cần bắt được Vạn Thọ Sơn, bản đồ kho báu sẽ thuộc về bọn ta. Pháp sư, chúng ta đi khỏi đây, đừng để hắn lợi dụng nữa. Đợi đã, các ngươi nên biết rằng nếu trước đây không có Tây Lỗ Thiên Hội ta phát binh chi viện, giúp quốc vương các ngươi giết chết huynh đệ của mình, buộc lão quốc vương nhường ngôi, quốc vương của các ngươi không lý nào có thể ngồi vững trên ngôi báu hôm nay được. Quốc vương các ngươi từng thề rằng chỉ cần Tây Lỗ Thiên Hội chúng ta có yêu cầu, hắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Do đó, các ngươi phải giúp ta tìm được Vạn Thọ Sơn.
Quốc Dương hiện đang bệnh rất nặng, chúng ta không có thời gian ở lại đây. Ta phải lập tức dẫn Dương Tử về kế thừa ngôi vị. Chuyện của Tây Lỗ Thiên Hội các ngươi hãy tự giải quyết đi. Chạy đi đâu? Người đó chính là Ngũ Độc, một tên lưu lạc tha phương sao? Hắn lợi hại lắm. Hắn là thần linh của bộ lạc Thiên Lang, Dương Tử của Vương quốc Tây Bộ. Ta cứ tưởng chỉ có ở trong kinh thành mới có những tên lưu manh cũng có bản lĩnh gì có thể thành đạt. Nhưng nào ngờ ở phía bắc băng tuyết quanh năm này cũng có một tên lưu manh làm nên đại nghiệp nữa sao? Ngài không được nói chàng như vậy. Không phải cô căm thù hắn nhất sao? Chàng là người mà ta thương yêu nhất. Vậy là cô chịu tội cũng đáng đời lắm. Lúc nào chúng ta mới xong qua đó? Cứ ở đây đợi họ tàn sát lẫn nhau gần xong, chúng ta sẽ xong qua đó. Nhìn thấy cô, dường như nhìn thấy bản thân ta trước đây. Sau khi mẹ ta bị kẻ thù của cha ta tìm đến nhà sát hại, ta cũng như cô bây giờ, trong lòng tràn đầy oán hận và căm phẫn. Cho nên ta khổ luyện võ công, giết kẻ thù để trả thù. Ta tưởng là làm như vậy sẽ khiến ta vui hơn, nhưng nào ngờ ta càng căm thù bản thân mình. Sau đó gặp phải kẻ thù hãm hại, ta bị phế đôi tay, trở thành tên ăn mày lưu lạc xó chợ, mặc cho người đời bắt nạt. Cho đến khi ta gặp được sư phụ, người dạy ta làm người phải nhân từ. Từ đó ta đã biết khoan dung, từ bi, nhân ái. Cuối cùng ta đã từ từ quên đi hận thù, từ đó có cuộc sống mới. Cô nương, bây giờ cô có thể giết ta, nhưng sau khi cô giết ta rồi, cô thật sự cảm thấy vui không? Phụ thân của cô có thể trở về bên cạnh cô không? Oán hận trong lòng của cô có gì vậy mà giảm bớt hay không? Ít ra ta đã buộc các người trả giá bằng máu. Nếu cô tiếp tục sống trong bóng của quá khứ, cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng. Thầy đừng nhồi nhét những đạo lý Phật giáo đó với ta nữa. Phật tổ có thể tha thứ tất cả, cô chỉ có cách tha thứ người khác mới có thể tha thứ bản thân mình. Đủ rồi hòa thượng, ta thừa nhận bây giờ ta có chút không nỡ giết thầy. Đó là thiện niệm của cô đang cứu giúp cô. Vậy ta sẽ giết phụ thân của thầy trước. Cô cũng không được giết ông ấy. Bây giờ lão đang ở đâu? Nói mau. Vậy thì ta sẽ giết thầy trước. Ta không tin lão không hiện thân đâu. Tại sao thầy lại cứu ta? Có thể đứng dậy nói chuyện được không? Tại sao thầy lại cứu ta? Cứu người cũng phải có lý do sao? Nếu như ta chết, sẽ không còn ai tìm cha con thầy trả thù nữa. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thầy nên nhớ, chỉ cần ta không chết, thầy sẽ bị ta truy sát đến cùng. Nếu như giết ta, có thể giải tỏa thù hận trong lòng của cô. Ta chấp nhận chết để tạ tội. Nhưng nếu cô giết ta, trong vực sâu thù hận của cô càng lún sâu hơn. Ta đã trải qua nỗi đau như vậy, cho nên ta không muốn cô trở nên như vậy. Ta không cần thầy dạy đời ta đâu. Giải thoát thực sự không phải trả thù, mà là quên đi. Quên sao? Ta không phải thánh hiền, thầy cũng không phải. Thầy đừng nói những lời giả dối đầy đạo lý đó nữa. Nợ máu trả bằng máu, dù ta có thành Phật hay thành yêu, ta cũng không hề hối tiếc. Ta chỉ hy vọng có thể giải tỏa nỗi đau của cô. Khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Thầy muốn giúp ta quá giải thù hận trong lòng, vậy hãy đổi bằng mạng sống của thầy đi. Thầy không sợ chết sao? Nếu có thể giúp cô quên đi thù hận, ta chấp nhận xả thân cứu cô. Giết thầy trong một nhát kiếm dễ dãi cho thầy quá đi. Đi theo ta. Thầy càng muốn chết, ta càng không để cho thầy chết. Thầy một lòng tìm tới cái chết, còn cho rằng giúp ta toại nguyện. Vậy ta cứ không để thầy chết, để thầy chứng kiến sư phụ thầy chết thảm như thế nào. Chờ tới khi thầy khát máu thành ma, ta mới lấy mạng của thầy. Có người muốn giết ta, có người muốn tập kích ta. Họ bên kia kìa, mau qua đó đi. Mau đi đi, đi đi mấy đứa này, đi đi, đi 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 nhanh lên. Mau đi đây. À trời. Quynh đồng, quynh đệ, quynh không sao chứ? Ta gạt họ thôi, các vị tin sao? Đây là máu giả, đây thật ra là thứ ta dùng để dọa công chúa lúc mà nàng bắt nạt ta, không ngờ là dùng trong trường hợp này. Quynh còn chờ gì nữa, mau thả chúng ta đi. Thầy nói nhỏ thôi, quynh để người trong kia nghe thấy sao? Vì chết đi được, kêu réo cái gì? Để ta coi. Trời ơi, kêu gì không biết nữa.
Nhìn lên đi. Thầy không muốn tao kể rõ cho thầy sao? Hả? Để tao tháo da ra rồi hãy nói. Hưởng cái gì? Sao lại kể? Tao đang coi sợi dây này trói có chặt hay không. Đừng để đám hòa thượng chạy mất. Khá lắm, trói chặt lắm. Cố độc huynh đệ, không còn thời gian nữa đâu. Bây giờ mạng sống của chúng tôi đang nằm trong tay ngươi đó. Biết rồi, biết rồi. Biết thì mau nghĩ cách đi. Tao biết rồi, thầy đừng có nói nữa. Ôi, trời, đau bụng quá. Các người bội tính quên nghĩa, nói không giữ lời. Chẳng lẽ không sợ bị thiên hạ chê cười? Trước đây các người giúp đỡ quốc vương chúng ta cũng là vì cùng nhau chống lại nhà Thanh. Ta vì giúp đỡ các người đã hy sinh biết bao võ sĩ. Nếu nói chê cười, nên chê cười Tây Lỗ Thiên Hội các ngươi sụp đổ tan rã, kể cả công chúa và tướng quân cũng trốn sang nhà Thanh. Các ngươi phản Thanh phục Minh còn trông mong gì nữa? Đừng hòng kéo theo bọn ta chết chung với ngươi. Giữa bọn ta và Tây Lỗ Thiên Hội vốn là hợp tác hai bên cùng có lợi. Bây giờ ngươi không thể cho thứ bọn ta cần, tất nhiên bọn ta cũng không cần bán mạng cho ngươi. Hai người nghe đây, Tây Lỗ Thiên Hội không bao giờ kết thúc. Các ngươi sẽ phải trả giá cho sự phản bội ngày hôm nay. Pháp sư, chúng ta có cần giết hắn không? Dù sao thì Tây Lỗ Thiên Hội cũng từng giúp chúng ta, hãy tha chết cho hắn. Đi thôi, Dương Tử đang đợi chúng ta đó. Ê, pháp sư, sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta bị lừa rồi. Hả? Các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Tuy ta không giao các ngươi ra, nhưng mục đích chúng ta tới đây là để tìm gặp Giản Thọ Sơn. Chỉ cần các ngươi cho ta biết Giản Thọ Sơn ở đâu thì các ngươi vẫn còn con đường sống. Dựa vào đâu các ngươi cho rằng chúng tôi biết Giản Thọ Sơn ở đâu? Coi bộ các ngươi vẫn không chịu nói. Chúng tôi thật sự không biết mà. Làm sao nói đi? Vậy tại sao các ngươi lại tới đây? Đến kinh thành phải đi về hướng này sao? Các ngươi cố tình đi một vòng lớn, chẳng lẽ không phải vì nhận được tin tức của Giản Thọ Sơn nên mới cố tình đến đây? Ta biết các ngươi luôn tìm cách để gặp hắn. Cho ta biết làm sao mới tìm được Giản Thọ Sơn. Chẳng lẽ em không nhận ra Giản tướng quân không có đây sao? Tin tức chúng tôi nhận được chỉ là giả, thật ra đây chỉ là một cái bẫy. Nếu không, tại sao chúng tôi vừa mới đến đây đúng lúc gặp được các vị, tiếp theo là truy sát của quan binh triều đình, rồi một nhóm thích khách áo trắng nữa, hết top này đến top khác thủ sát muốn lấy mạng chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể bị động ứng phó. Đúng là chúng tôi nhận được tin có lẽ Giản tướng quân sẽ xuất hiện ở đây. Bây giờ xem ra chẳng qua là có người cố tình tung tin sai lệch, dụ chúng tôi rơi vào cái bẫy này đến cái bẫy nọ. Người tung thông tin sai lệch có ý đưa các vị vào biển lửa này chính là nhị sư huynh. Nói bậy, nhị sư huynh không phải là người như huynh nói đâu. Nếu chuyện mất tích của Giản tướng quân là kế sách của sư huynh đệ chúng ta, như vậy nhị sư đệ chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Người hợp mặt với các vị không ngờ lại là phụ thân của nhị sư đệ, sao phải thông qua các vị để tìm Giản tướng quân? Tóm lại, chúng tôi thật sự không biết Giản tướng quân ở đâu. Cho dù ông giết chúng tôi cũng không hề biết. Biết đâu đây là kế hoạch của các ngươi, đánh lạc hơn tất cả thế lực truy sát để Giản Thọ Sơn và Tây Lỗ Thiên Hội lặng lẽ đi đến kinh thành. Nếu là như vậy, các vị muốn tìm Giản tướng quân thì nên đến kinh thành chặn đầu ông ấy, chứ không phải ở đây lãng phí thời gian với chúng tôi. À, đúng, ta cảm thấy hòa thượng nói không sai. Những cái bẫy hay biển lửa gì đó các người nói, mấy tên hòa thượng này đầu óc ngu đần, làm sao nghĩ ra được chứ. Bổ dân tử có thể cam đoan với các vị, bọn họ hoàn toàn không biết tung tích của Giản Thọ Sơn. Ông nghĩ đi, nếu hòa thượng nói dối còn là hòa thượng không? Ta cảm thấy chúng ta nên thả họ đi đi. Nếu đã như vậy, giữ lại đám hòa thượng này cũng vô ích thôi. Giết hết đi. Đi vô. Vào đi. Vô trong. Đi. Vô đi.
Nè nè nè, nàng định làm gì vậy? Nàng định làm gì? Dương Tử Điện Hạ, ngài làm vậy là sao? Nàng thật sự muốn thiêu chết hòa thượng sao? Tuy hòa thượng là tiểu sa di, nhưng dù sao họ cũng là đệ tử của Phật. Giết hòa thượng sẽ chọc giận ông trời đó, nàng có biết không? Nàng không sợ ông trời nói giận hả? Chọc giận ông trời, ác hẳn sẽ giáng tội nước ta. Ta thân là Dương Tử, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn các người dẫn tai họa tới nước ta đâu. Vậy Dương Tử nhận thấy làm sao mới giết được? Ít đã có phải ý của ông trời trước đã. Ý của Dương Tử là đường đường quốc sư của nước chúng ta bỏ cho đám hòa thượng này một quẻ, liệu có thổi phồng chuyện giặc không? Vì an khang của bá tánh, vì mơ thuận giáo hòa cho đất nước, chuyện nhỏ cách mấy cũng là chuyện lớn mà. Pháp sư, nếu ông là pháp sư có địa vị cao nhất, được kính trọng nhất của nước ta, vậy bói một quẻ không khó khăn gì chứ? Chuyện đó không khó. Vậy quá trình bói quẻ đó, nếu như mọi chuyện bình thường, chứng tỏ ông trời không phản đối, nhưng nếu có gì lạ thường thì chứng tỏ ông trời nổi giận, bất luận thế nào cũng phải thả đám hòa thượng, có đúng không? Thuận thiên giả sương, nghịch thiên giả dông, người không thể đấu với trời. Nếu như thật sự có gì lạ thường, cần thả thì phải thả. Vậy được, mạng của hòa thượng giao cho ông trời quyết định đi. Thời gian cấp bách, không cần thiết phải làm vậy. Ta không tin cái chết của mấy tên tiểu hòa thượng lại có thể chọc giận ông trời. Chuyện này không thể không tin. Lẽ như chọc giận ông trời, người mất nước tiếp theo, biết đâu là chúng ta thì sao đây? Cổ Lệ, đây là dặn dò của Dương Tử, cần phải chấp hành. Cổ Lệ, nghe lời ta đi. Cẩn thận, có mai phục. Không cần thầy nhắc nhở, tự chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Ai đang lén là lén lút vậy? Còn không mau ra đây. Lại là ngươi. Hòa thượng, cuối cùng đã tìm được ngươi. Lần này không ai cứu được ngươi đâu. Nếu biết điều, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Ngươi muốn dẫn thầy ấy đi, hỏi ý của ta chưa? Cô có biết ta là ai không mà dám chống lại ta? Hoàng thượng ta cũng không coi ra gì, ngươi là cái thá gì chứ? Cô gái này ngông cuồng thật. Vậy ta sẽ dẫm lên xác của cô. Dẫn hòa thượng đi, như vậy cô không có ý kiến chứ? Nếu các ngươi có bản lãnh này thì cứ việc xuất chiêu đi. Bọn họ, người muốn đối phó là ta, tự ta có thể ứng phó. Thầy tưởng ta giúp thầy sao? Bây giờ mạng của thầy là của ta, chỉ là ta không muốn người ta cướp mất đồ của ta mà thôi. Mau bắt lấy họ, sống chết đều không quan trọng. Dương Tử, ngươi cầm dao găm để làm gì vậy? Không liên quan tới ta, ta không làm gì hết. Ngũ Độc huynh đệ, tại sao huynh lại giết hắn vậy? Ta không có, ta không có giết người. Ý của ngài là tự hắn xông vào mũi dao tìm lấy cái chết sao? Dương Tử Điện Hạ, chẳng lẽ ngài muốn cứu đám hòa thượng này sao? Ta đã biết rồi. Đây là ý của ông trời. Cái chết của dũng sĩ này là vì ông trời nổi giận. Ông trời đã nói với chúng ta, không thể giết được đám hòa thượng, giết họ thì phải chịu tai họa chết người. Đây tuyệt đối không phải là ý trời. Chúng ta đều bị trói, chắc ông không nghi ngờ chúng ta chứ? Sao vậy? Vừa rồi đã nói số phận của đám hòa thượng giao cho ông trời quyết định. Bây giờ ý trời đã như vậy rồi, ông muốn làm trái ý trời. Ta thân là Dương Tử, ta được nói không đồng ý. Người đâu, thả đám hòa thượng đi. Không được thả. Ai dám làm trái chỉ ý của ta? Dương Tử, trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ, ngài vội thả đám hòa thượng trái lại khiến ta cảm thấy khả nghi. Ta có gì mà khả nghi chứ? Ta đang làm theo ý trời đó.
dao găm nằm trong tay của ngài, chắc chắn là ngài giết hắn. Giả lại, ngài còn muốn thả đám hòa thượng. Ta biết ngài muốn làm gì. Ngài đây là đang trả thù bọn ta. Ta là dương tử của các người, ta trả thù gì chứ? Ngài đang trả thù cho Du Mục công chúa và các dũng sĩ đã chết của cô ấy. Nàng nói vậy là ý gì? Trả mối thù gì? Chẳng phải ngài đã biết rồi sao? Họ bị các người giết sao? Họ quyết liều mạng với bọn ta, tự tìm lấy cái chết. Chị đã công chúa nói không sai chút nào. Đúng là các người làm. Ta, vậy mà ta còn giúp các người thoát tội nữa. Im lặng. Có mai phục. Có chân. Vũ Độc, cởi trói cho ta. Mau lên. Nhanh lên. Mau lên đi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Quỷ sai lấy mạng theo hầu bên cạnh Diêm Vương chính là chúng ta. Hòa thượng, chuẩn bị nạp mạng đi. Là các ngươi sao? Ở đây quả nhiên là một nơi lý tưởng. Nếu không có người dẫn đường, quả thật không dễ gì tìm được. Ai dẫn các người tới đây? Là ta dẫn họ đến đó. Là công chúa sao? Hơi chơi. Ta giết người trước để tránh người bám theo ta làm hỏng chuyện của ta. Ta nghĩ người chán sống rồi. Vậy mà ta lại xem thường ngươi. Bây giờ ngươi bỏ chạy vẫn còn kịp. Không kịp đâu, vì ngươi đã chọc giận ta rồi. Bây giờ ngươi chỉ còn con đường chết thôi. Bọn khốn kiếp các người để làm gì đây? Mau thả công chúa ra. Họ không có bắt thiếp, là thiếp tự ý đi theo cách nhảy một tướng quân. Vì ngài ấy hứa với thiếp sẽ giết hết tất cả mọi người, kể cả chàng. Ta, ngươi vì giết bọn ta quả là bất chấp mọi thủ đoạn. Ngươi cũng vậy thôi, cũng như tất cả những gì mà ngươi đã làm với bọn ta. Là ta có lỗi với nàng, ta nên tin nàng ngay từ đầu. Cuối cùng chàng cũng chịu thừa nhận chàng với họ là đồng bọn sao? Ta phải làm sao nàng mới tin ta đây? Bộ lạc Thiên Lan không phải ta hại đâu. Chàng hãy giết hết bọn họ, kể cả cô gái này, thiếp mới tin chàng không phải là đồng bọn của họ. Kể từ hôm nay, ta không còn là dương tử của mấy người nữa. Dương tử, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Chẳng lẽ ngài muốn phản bội lại bọn ta? Thật ra bộ lạc Thiên Lan có phải bọn ta giết hay không, điều này có liên quan gì đâu. Chỉ cần ngài coi như không biết thì ngài có thể tiếp tục làm dương tử ngồi trên cao của ngài. Chẳng lẽ không tốt hơn đi theo đám hòa thượng đó bị người ta truy sát hay sao? Sát hại thần dân của bộ lạc Thiên Lan của ta. Tuy Ngũ Độc ta nhút nhát, nhưng ta không phải là đồ hèn. Hai người Ngũ Độc ta căm ghét nhất chính là bọn tiểu nhân nham hiểm bỉ ổi như các người đây. Đừng nói chỉ là ngôi dương tử nhỏ nhoi, cho dù là Thiên Dương lão tử ta cũng không thèm. Giỏi cho tên liệu gió chống thuyền. Ngươi tưởng ngươi làm như vậy chúng ta sẽ tha cho ngươi hay sao? Đừng nhiều lời nữa, chúng ta xông ra ngoài liều chết với họ. Không, không được nóng vội. Họ đã đặt bẫy ở ngoài rồi, chỉ cần chúng ta xông ra ngoài thì sẽ chết ngay. Tiểu hòa thượng, ngươi thông minh lắm. Ngoài này đều là thuốc nổ, ta chỉ cần châm lửa, nơi này sẽ trở thành bình địa, các ngươi không ai thoát được đâu. Hãy cho đôi phu sướng phụ tùy. Hai người các ngươi hiểu ý nhau đến như vậy. Hòa thượng, có phải người đã phải lòng mã rồi không? Nói bậy gì vậy? Hai chúng ta là trong sạch. Trong sạch hay không chỉ có các người biết. Tự hỏi mình đi. Vừa rồi người bất chấp mạng sống xông qua đây cứu ả. Nếu không phải thích ả, sao lại quan tâm ả như vậy? Ta làm sao thích cổ được chứ? Hắn chỉ là thú săn của ta, thật ra không xứng để thích ta.
Những lời thốt ra từ miệng của ngươi khiến ta cảm thấy vô cùng chối tai. Ta sẽ cho ngươi mãi mãi không thể mở miệng ra. Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách. Bọn họ có thể châm lửa bất kỳ lúc nào. Với tình hình hiện giờ, ngoài chuyện cầu xin Phật tổ phù hộ, còn cách gì nữa? Chỉ biết nói lời nản chí thôi. Thôi, quên niệm đi. Nói là thật lòng cũng không được sao? Tại sao công chúa lại dẫn mọi người này truy sát chúng ta? Chẳng lẽ công chúa bị bỏ bùa rồi sao? Chẳng lẽ kể cả phò mã cổ cũng muốn giết sao? Huynh nhìn xem bên cạnh các huynh đều là người gì. Một lũ ăn hại, thành sự không đủ, bại sự có thừa, còn có gian tế kẻ địch phái đến. Thảo nào bây giờ các huynh phải lâm vào cảnh này. Hai vị sư đệ, bây giờ không phải lúc để than phiền. Sư phụ phái các đệ đến cứu bọn ta, chắc chắn đã biết các đệ có khả năng giải dây. Thất sư huynh, vẫn là huynh biết nhìn người, nhìn qua thì đã nhận ra lợi hại của bọn đệ. Chúng ta nhất định phải đề phòng cẩn thận mấy tên dị tộc này, nếu không một khi sơ hở thì sẽ bị họ đánh lén, đều có nguy cơ bị chết nổ. Vậy mà họ còn tâm trạng toan tính chuyện này. Hả? Ngũ độc huynh đệ. Ngũ độc huynh đệ, bây giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi? Bên ngoài bị bao vây dày đặc, chắc là phải chết ở đây rồi. Chắc lẽ hoàn toàn không có cách khác sao? Chúng ta đông người như vậy, tất cả đều phải chờ chết ở đây hả? Cách thì không phải không có, chỉ là xem các ngươi có chịu hợp tác hay không. Ông có cách hay nào không? Tuy không phải là cách hay, nhưng đây là cách duy nhất, ít ra không phải chết ở đây. Đừng vòng vo nữa, nói mau. Mục tiêu của họ là hòa thượng. Chỉ cần chúng ta bắt lấy hòa thượng, giao họ cho bọn người ngoài đó, họ sẽ không châm lửa vào thuốc nổ, chúng ta sẽ sống sót. Ta không đồng ý. Hòa thượng là huynh đệ của ta, ngũ độc ta tuyệt đối không làm chuyện bán đứng huynh đệ. Dương tử, nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ ngài. Vì vậy cho dù ngài không đồng ý, chúng tôi vẫn phải giết họ. Cẩn thận. Cẩn thận. Phò mã. Phò mã của ta. Phò mã đang ở trong đó. Các người tránh ra, cút đi. Cô không muốn cứu tộc người của cô sao? Nguy rồi, chúng ta phải chết ở trong này rồi. Không thể chờ chết trong này, cần phải nghĩ cách ra khỏi đây. Làm sao ra đây? Giờ ra khỏi cửa đã bị nổ chết rồi. Trừ phi Phật tổ hiến linh thêm lần nữa. Tiểu hòa thượng, mau cởi trói cho ta. Ông là ai vậy? Ai đã trói ông ở đây? Ta là cha ruột của nhị sư huynh ngươi. Vừa rồi ta đánh nhau với hai người dị tộc, vì ta sơ ý bị họ chiếm thế thượng phong. Không đúng, ta nghe nhị sư huynh nói cha huynh ấy từ lâu đã. Không có thời gian giải thích nhiều đâu, ngươi mau cởi trói đi, ta dẫn các ngươi xông ra ngoài. Ông thật sự không hại bọn ta sao? Các ngươi còn có chuyện nguy hiểm hơn bây giờ hay sao? Mau qua đây cởi trói đi. Lẹ được, xông ra ngoài. Giết họ cho ta. Các ngươi là hòa thượng từ đâu đến? Bọn ta đã tiêu diệt nghịch tặc, ngươi không liên quan, đừng nên xen vào. Ai là nghịch tặc? Các ngươi mới là nghịch tặc. Âm mưu quỷ kế của các ngươi không lâu sau hoàng thượng sẽ biết, còn không mau nhận tội. Thì ra các ngươi cũng là hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Vậy ta sẽ giải quyết các ngươi một lượt, giải về lãnh thưởng. Nếu ta đã đến đây, các ngươi không còn cơ hội tỏa nguyện đâu. Mọi người cùng xông ra ngoài. Liệu với họ đi. Dương tử, chúng ta bảo vệ ngài, chạy mau. Ta không phải là dương tử của mấy người, ta là thần linh của bộ lạc Thiên Lang. Công chúa của ta đang ở bên ngoài, vẫn chưa chịu tha thứ cho ta. Lẽ như ta chết đi rồi, không ai có thể chịu được tính xấu của nàng đâu. Ngài còn quan tâm người phụ nữ đó sao? Nếu không phải ai dẫn bộ sát thủ đến đây, chúng ta cũng không cần bối rối như vậy. Đây cũng là các người có lỗi trước mà. Trời ơi, trong lúc này còn nhắc chuyện đó làm gì? Ra ngoài rồi hẹn nói, đi thôi. Xem ra muốn rời khỏi đây phải tốn chút sức lực rồi. Không ngờ ngươi lại thoát thân được. Nếu biết trước ta đã giết ngươi luôn. Ta đây sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như các ngươi. Ta giết người xưa nay không để cho ai sống sót. Ngươi đã già rồi, có thể đánh lại bọn ta không? Vừa rồi bọn ta không giết ngươi, nhưng bây giờ ta sẽ giết ngươi. Tiếc là các ngươi không còn cơ hội nữa. Nộp mạng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dừng lại. Phòng mã vẫn còn sống. Các người đông người giỏi lắm sao? Các võ sĩ tay đôi với ta từng người một đi. Muốn tay đôi chứ gì? Từng người một phải không? Hả? Từng người một hả? Công chúa, mau đến cứu ta. Công chúa, mau đến cứu ta với công chúa. Công chúa, nếu nàng còn không cứu ta, nàng sẽ là quá phụ đó. Sao nàng lại đứng nhìn? Nàng bỏ mặc ta sao? Nàng còn là công chúa của bộ lạc Thiên Lang ta quen biết hay không? Trước kia một khi xảy ra chuyện, nàng đều bất chấp tất cả đứng ngay trước mặt của ta mà. Trước đây vì thiếp quá khờ, bây giờ thiếp mới bị mối tình giả dối này lừa gạt. Ta biết là do ta làm tổn thương nàng quá nặng. Chết thì chết thôi, ta không trách nàng. Kiếp này ta đã phụ lòng nàng, ta mắc nợ nàng quá nhiều rồi. Kiếp sau nàng đừng yêu ta nữa, hãy để ta yêu nàng, để ta gánh chịu mọi nỗi đau mà nàng đã gánh chịu trong kiếp này đi. Đưa tay đi. Thoát mau công chúa. Đợi đã, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Chẳng lẽ ngươi định bỏ trốn hay sao? Buồn cười. Chẳng lẽ ta sợ ngươi à? Chẳng qua ta không có thời gian dây dưa với ngươi thôi. Ngươi sợ Dương Tử ở bên ngoài bị giết hại, lẽ ra ta cũng muốn giết hắn, nhưng lại để hắn chạy thoát rồi. Tại sao ngươi phải làm vậy? Ta biết lần này các ngươi xuất binh bề ngoài là để giúp đỡ Tây Lỗ Thiên Hội, nhưng mục đích thật sự của ngươi là tìm cho được Dương Tử các ngươi. Nếu Dương Tử bị giết, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, nghe ta sai khiến. Coi bộ là Dương Tử đã phá hoại chuyện hợp tác giữa chúng ta. Nếu biết trước như vậy, ta đã giết hắn từ lâu rồi. Ngươi dám? Dương Tử là người thừa kế duy nhất của đất nước ta, ngươi dám động đến một sợi tóc của ngài? Đứa con mà ngươi vất vả tìm được cũng đừng hòng sống sót. Không ai được phép động đến một sợi tóc của con trai ta. Công chúa, cuối cùng nàng cũng chịu tha thứ cho ta rồi hả? Thiếp không tha thứ, chỉ là nợ trong kiếp này, kiếp này phải trả hết. Thiếp không muốn kiếp sau chàng lại cưới người khác. Công chúa yên tâm, nếu ta còn phụ lòng nàng, ta sẽ bị nàng đâm xuyên qua tim, chết rất thê thảm. Thanh kiếm này từ đâu đến vậy? Chẳng lẽ ta phải chết thảm thiệt sao? Ngay cả thiên thần cũng nhận ra chàng đang nói dối. Làm gì có. Đừng đánh nữa có được không? Hai người đừng đánh nữa mà. Dương Tử, nếu chàng giết ả, ngài sẽ là Dương Tử của chúng tôi mãi mãi. Phò mã, chàng vẫn không chịu ra tay sao? Hả, công chúa?
Dương Tử, ngài công chúa đứng dậy. Công chúa, vết thương của nàng có nặng lắm không? Phò mã, chàng không làm sai. A đã tàn sát bộ lạc Thiên Lang, chết dưới tay ta, không ai nợ ai nữa. Thật ra ả cũng vô tội, ả chỉ là cây đao giết người thôi. Đúng vậy, số phận của chúng ta có khi nào được nắm bắt trong tay của chính mình đâu. Đi, chúng ta hãy rời khỏi đây. Đi.